Công an thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thư, sinh năm 1976, trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, do có mối quan hệ bạn bè đồng hương quen biết nhau từ trước, nên vào tháng 12 năm 2020, Lê Thị Thư đã lợi dụng đưa ra thông tin gian dối là cần tiền kinh doanh vàng để hỏi vay mượn tiền của nạn nhân. Tin tưởng Thư nên từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2021, nạn nhân đã nhiều lần cho Thư vay tiền. Thư không dùng vào mục đích kinh doanh vàng mà dùng số tiền này để trả lãi cho người khác hoặc sử dụng khoản vay sau trả khoản vay trước. Đến lúc không còn khả năng chi trả, Thư tuyên bố phá sản, khiến nạn nhân viết đơn tố cáo gửi cơ quan công an. Ngoài trường hợp trên thì cơ quan công an cũng đã nhận được 5 đơn tố cáo khác liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Lê Thị Thư. Công an phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cũng vừa mật phục bắt quả tang 15 đối tượng đang tham gia đá gà ăn tiền trực tuyến qua mạng Internet tại một căn nhà ở tổ 2B, khu phố Vĩnh Viễn, phường Vĩnh Hiệp. Tang vật tạm giữ tại hiện trường gồm 11 điện thoại di động, trong đó có 5 điện thoại dùng để phát trực tiếp các trận đá gà, số tiền trên 70 triệu đồng, 11 chiếc xe máy và một số tang vật khác. Trong số các đối tượng bị bắt giữ có người là nhà cái, trực tiếp thu chi tiền cá cược với các con bạc. Đối tượng đã sử dụng điện thoại có kết nối Internet mở cho những con bạc khác xem các trận đá gà được live stream từ nước ngoài, rồi cá cược với nhau thông qua trang mạng đánh bạc mà đối tượng được cấp tài khoản để nạp điểm, rồi quy đổi thành tiền để ăn thua với nhau. Còn tại tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Trảng Bom vừa phát hiện 9 nam thanh niên đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn nhà ở xã Tây Hòa. Qua các biện pháp nghiệp vụ, thì lực lượng công an đã bắt quả tang 9 đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại căn nhà do Nguyễn Văn Trích thuê, thu giữ một gói ma túy tổng hợp, một bộ dụng cụ sử dụng ma túy và các vật chứng có liên quan đến việc cho vay lãi nặng. Qua điều tra mở rộng, phát hiện 3 đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và hiện lực lượng công an đang điều tra mở rộng xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, thay vì trả tiền lương cho công nhân thì chủ thầu cốt pha công trình trong một khu công nghiệp trên địa bàn huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam lại trả bằng ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lý Nhân cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Lý Nhân đã phát hiện đối tượng Chu Đình Luân là chủ thầu cốt pha đã thuê công nhân là các đối tượng nghiện ma túy tổ chức ăn ở tập trung tại lán trại trong một khu công nghiệp trên địa bàn huyện Lý Nhân và có biểu hiện trả lương công nhân bằng ma túy. Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện Lý Nhân đã xác lập chuyên án triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh triệt phá. Kết quả ngày 17 tháng 9, với tinh thần quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm, Công an huyện Lý Nhân đã điều tra làm rõ bắt giữ Chu Đình Luân sinh năm 1990, trú ở xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình và 20 đối tượng khác về hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 11 gói ma túy, 50 xi lanh đã qua sử dụng, một ô tô, 5 điện thoại di động và nhiều vật chứng có liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Bản thân tôi cũng là một người nghiện, thì tôi cũng có nói với chủ thì hàng ngày thì tôi ứng với chủ 200.000. Cái số tiền đấy thì tôi sử dụng vào việc là mua thuốc phiện, mua ma túy để sử dụng cho bản thân. Tại cơ quan công an, trước tài liệu chứng cứ thu thập được, Chu Đình Luân và các đối tượng khai nhận do muốn thuê công nhân giá rẻ và đẩy nhanh tiến độ công trình, Luân đã tìm thuê các đối tượng nghiện ma túy ở nhiều tỉnh thành khác nhau với mức lương từ 250.000 đồng đến 430.000 đồng một ngày công. Thay vì trả tiền lương cho công nhân, Luân chỉ đạo Tính, Hương, Đức liên hệ mua ma túy, chia nhỏ và phát cho số công nhân nghiện vào buổi sáng và chiều mỗi ngày với quy định mỗi một lần nhận ma túy là 100.000 đồng và trừ vào tiền công. Thì trong số công nhân của tôi thì có người là nghiện ma túy, thì tôi có đưa tiền cho Đức, Hương và Tính để cho anh em nó ứng để nó mua ma túy. Việc sử dụng ma túy để trả lương cho công nhân là hành vi vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Lực lượng công an khuyến cáo đến chủ đầu tư công trình xây dựng cần kiểm soát chặt chẽ các gói thầu và từng hạng mục thi công công trình,
nhằm đảm bảo an ninh an toàn cho công trình và hiệu quả trong công việc, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Giao bán nhiều loại ô tô, xe mô tô đắt tiền với giá rẻ, thủ tục đơn giản trên mạng xã hội, Nguyễn Duy Phúc trú tại Văn Thành, huyện Yên Thành vừa bị Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ. Nguyễn Duy Phúc làm nghề mua bán xe ô tô cũ nên thường xuyên giao dịch mua bán xe với nhiều người trên cả nước. Từ đầu năm, đối tượng đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách đăng thông tin hình ảnh mua bán xe ô tô cũ giá rẻ trên mạng xã hội. Sau đó đối tượng yêu cầu nạn nhân đóng các khoản phí theo thỏa thuận rồi chặn liên lạc chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 1 đến tháng 7, Nguyễn Duy Phúc đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân trên cả nước với số tiền hơn nửa tỷ đồng. Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Phú, chú huyện Châu Phú, về tội giết người. Do mâu thuẫn trong cuộc sống với cha đẻ là Trần Minh Trung, vào ngày 16 tháng 4, lợi dụng lúc ông Trung đi làm ruộng, bị cáo đã lấy chai thuốc diệt cỏ pha loãng vào chai nước suối rồi để tủ lạnh. Tuy nhiên, ông Trung phát hiện nước uống có mùi thuốc diệt cỏ và màu trắng đục nên đã trình báo tới cơ quan công an. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Phú 4 năm tù về tội giết người. Chống người thi hành công vụ, Đinh Tiến Minh, sinh năm 2007, trú tại thành phố Hải Dương, đã bị công an thành phố Hải Dương tạm giữ để điều tra. Vào khoảng 20 giờ 50 phút ngày 24 tháng 9, tổ công tác chốt kiểm tra nồng độ cồn công an thành phố Hải Dương làm nhiệm vụ tại khu vực đường Thanh Niên, phát hiện Minh không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe với tốc độ cao. Khi tổ công tác ra tín hiệu dừng xe, Minh đã cố tình tăng ga phóng xe bỏ chạy qua hai vị trí trong chốt, sau đó đâm vào một đồng chí trong tổ công tác làm đồng chí này bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu điều trị tại bệnh viện trong tình trạng bị gãy chân phải, vỡ xương bánh chè chân trái và bị thương vùng mặt. Được biết Minh đang là học sinh lớp 12 của một trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Dương. Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vừa chủ trì phát hiện ngăn chặn một chiếc xe ô tô lưu thông tại vòng xoay Tân Hiệp, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, chở nhiều hộp pháo hoa nổ đi tiêu thụ. Kiểm tra trong xe ô tô trên, lực lượng chức năng đã phát hiện 72 hộp pháo hoa nổ với trọng lượng hơn 1,2 tạ. Qua đấu tranh ban đầu, tài xế và phụ xe cùng chú tại tỉnh Bình Phước khai số pháo hoa nổ trên được mua tại thị trấn Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, vận chuyển đến thành phố Biên Hòa tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ. Công an thành phố Cần Thơ đã khống chế thành công đối tượng Tống Văn Hoàng Tuấn là đối tượng cướp xe tải rồi điều khiển gây tai nạn giao thông liên hoàn trên quốc lộ 91 thành phố Cần Thơ. Thông tin ban đầu, buổi trưa cùng ngày, Tuấn có ý định cướp xe máy do bị phát hiện nên đã cướp chiếc xe tải chở hàng trong khu công nghiệp Trà Nóc. Ngay sau khi xảy ra sự việc, người dân đã thông báo sự việc tới cơ quan công an. Công an thành phố Cần Thơ đã phân luồng bố trí lực lượng truy đuổi, chặn bắt. Khi Tuấn điều khiển xe chạy về hướng quận Bình Thủy gần khu công nghiệp Trà Nóc thì bị lực lượng công an bắt giữ. Quá trình bỏ chạy, Tuấn đã gây ra 6 vụ tai nạn giao thông, khiến 2 người chết và 5 người bị thương. Về tài sản, có 7 ô tô bị hư hỏng, 6 xe mô tô hư hỏng, ước tính thiệt hại 535 triệu đồng. Qua kiểm tra, Tống Văn Hoàng Tuấn dương tính với chất ma túy. Với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng Nguyễn Thị Bạch Vân, trú tại huyện Đơn Dương, vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đưa ra xét xử. Lợi dụng những người cần chữa bệnh về mắt, Nguyễn Thị Bạch Vân thông tin có ông Năm Mù có thể chữa mắt bằng phương pháp tâm linh. Sau đó Vân đã giả giọng ông Năm Mù, nhiều lần gọi điện cho bà Hoa bàn về chuyện cúng bái và chi phí phải trả. Từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022, bà Hoa đã chuyển cho ông Năm Mù số tiền gần 850 triệu đồng. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Bạch Vân 14 năm tù giam. Vào tối ngày hôm nay, thông tin từ Ban tuyên giáo tỉnh ủy Lào Cai, tính đến 18 giờ cùng ngày, các lực lượng đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Vũ, sinh năm 1992. Thi thể nạn nhân ngay sau đó đã được đưa lên và bàn giao cho chính quyền địa phương, thân nhân để mang đi chôn cất. Được biết gia đình anh Vũ có 4 người đều được xác định là chết và mất tích. Như vậy, đến thời điểm này đã xác định được 57 người thôn Làng Nủ bị chết do thiên tai và hiện còn 10 người vẫn đang mất tích.